làm cái gì mà xuất hiện lù lù như ma thế? Câu này em hỏi chị mới phải đấy. Chị đang làm gì trong phòng của em? Tao có làm gì đâu. Chị vừa lấy tiền của em, chính mắt em trông thấy. Chị còn chối nữa à? Này, mày đừng có mà vu khống cho chị. Con mắt nào của mày nhìn thấy chị ăn cắp của mày hả? Em không nói chị ăn cắp, em nói chị lấy tiền của em. Nếu như chị cần tiền, chị cứ nói với vợ chồng em một tiếng. Vợ chồng em có tiếc chị cái gì đâu. Mày nói thế là sao? Ai thèm xin xỏ cái gì của vợ chồng mày? Em không muốn nói nhiều với chị nữa. Tóm lại là chị vào trong phòng em, lấy tiền của em, chính mắt em trông thấy. Bây giờ chị trả lại tiền cho em, em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Tiền này thực chất cũng là của em trai tao. Tao muốn lấy lúc nào thì lấy, rõ chưa? Chị... sao chị ngang ngược thế hả? Tao ngang đấy, thì sao? Còn hơn cái loại mày ích kỷ. Đã không để được thằng cu cho dòng họ rồi thì để tao nuôi con riêng của thằng Tuấn. Chị nói sao cơ? Con riêng của anh Tuấn ấy hả? Chuyện này nhất định em phải làm cho rõ. Chị mau đi cho em. Bỏ chị ra. Đi thôi. Bỏ ra. Ở cái con bé này, bỏ ra. Chị đi xuống đây. Tuấn, em xem vợ em này. Anh Tuấn, hôm nay phải nói rõ ràng mọi chuyện cho em. Đi làm cả ngày căng thẳng, về nhà còn nghe hai người cãi nhau nữa. Hai người chưa thấy tôi đủ mệt mỏi à? Chị Tuyết vào phòng mình lấy tiền của em, còn nói là lấy tiền đó để nuôi cháu của mình, tức là con riêng của anh đấy. Em dạy lại vợ của em đi. Quá hỗn láo, đã thế lại còn ích kỷ nữa. Em ích kỷ á? Chị lấy tiền dành dụm của em đi nuôi con riêng của chồng em. Nếu là chị thì chị có chịu được không? Có lợi cho nhà chồng, tao chịu hết. Khoan đã, chị Tuyết. Thế chị nói không đúng à? Em với Vân có con với nhau rồi, em phải có trách nhiệm với hai mẹ con Vân, chứ không phải còng lưng đi làm kiếm tiền để cho vợ giấm dúi mắc tiền về nhà ngoại. Em là chủ tịch tập đoàn ABA, em phải có cái uy của mình chứ. Anh Tuấn, chị ấy nói như vậy có đúng không? Anh không phản bác, tức là anh đang thừa nhận đúng không? Em, anh xin lỗi. Không, không thể nào như thế được. Anh không phải là người như thế. Tuyền, anh xin lỗi mà. Anh đừng có làm vào tôi. Anh xin lỗi mà. Anh đỡ làm Vân mang thai, nhưng mà chính anh cũng không hề biết điều đó. Thôi, cô đã không thể sinh được con trai cho gia đình tôi, Vân nó làm được điều đó, cô phải mang ơn nó mới đúng chứ. Mang ơn á? Chị đừng có mơ. Uầy, tiền đâu lắm thế? Em lấy cho cái Tuyền đấy, nó cứ rảnh rụng giấu giếm, em nhìn ngứa cả mắt. Nó lấy chồng rồi mà lại có tiền riêng. Hoặc là con này nó có thằng khác, hoặc là nó không coi gia đình nhà chồng ra cái gì cả. Chắc chắn là thế rồi. Nó lấy thằng Tuấn nhà mình ngồi mát ăn bát vàng, thế mà lại còn dám giấu quỹ đen. Đúng là cái loại mặt dày. Thôi đừng giận nữa, mất sinh nhỉ. Thế còn cháu mình, con của Tuấn với Vân thế nào rồi? Được cái thằng bé kháu lắm nhá. Đúng là cháu đích tôn nhà này, nhìn sao cũng thấy yêu anh ạ. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà em xem cách nào mà để cho Tuấn và Tuyền ly hôn nhau vì cái vụ này đi. Như vậy thì mới có thể chính thức đón cái Vân vào nhà mình, làm dâu nhà mình, cho cháu mình một gia đình hoàn chỉnh chứ nhỉ. Thế nhưng mà thằng Tuấn nó cứ nhất quyết nghe lời vợ nó thôi. Ai để con cho nó thì mới là vợ nó chứ. Tuấn, Vân và thằng bé kia mới là một nhà. Cái Tuyền nó là cái gì? Đẻ thì không đẻ được. Bây giờ ràng buộc nhau bởi mỗi cái tờ giấy đăng ký kết hôn, làm sao bằng máu mủ ruột già được. Anh nói cũng phải. Anh nói quá chuẩn luôn. Sau này nhá, chúng ta sẽ nhận thằng bé làm con nuôi. Như vậy á, thì nó thừa kế tài sản của thằng Tuấn, hai đứa mình cũng sẽ có phần, hiểu không? Liệu có được không đấy? Cứ tin ở anh.
Mời vào. Hồ sơ mời thầu dự án mới đây, em xem qua đi. Em ra kia ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh có chuyện gì thì nói đi. Đây là tập đoàn, nếu không có gì liên quan đến công việc thì nói ngắn gọn thôi. Anh xin lỗi. Chuyện của Vân, thực sự anh không muốn giấu giếm em. Nhưng mà anh cũng đã giấu rồi đấy thôi. Đó là vì thực sự anh không biết đối mặt với lỗi lầm của anh như thế nào cả. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô ích, không thay đổi được gì cả. Tuyền, anh biết là anh sai rồi. Hôm đó bọn anh đi gặp đối tác, cả hai đều say. Sáng ra thì mọi chuyện đã rồi. Nhưng anh thề với em, anh chưa bao giờ có ý định muốn phản bội em cả. Đợi em thu xếp xong một số công việc ở quê, sau đó chúng ta ly hôn đi. Không, anh sẽ không đồng ý đâu. Vậy anh định làm thế nào? Cô ta có con với anh rồi đấy. Anh sẽ có trách nhiệm với con của anh, nhưng tuyệt đối anh sẽ không buông tay em đâu. Tuyền, anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh không có tư cách nói lời yêu em đâu. Chuyện đã xảy ra rồi, nó sẽ là cái gai ở trong mắt, đâm sâu vào trong lòng của em. Cho dù em có tha thứ cho anh thì em mãi mãi cũng sẽ không bao giờ quên được. Chuyện này sẽ ám ảnh chúng ta cả đời, anh có hiểu không? Tuyền, em cho anh thêm thời gian, nhất định anh sẽ có cách. Tùy anh, em giải quyết xong việc ở nhà rồi tính tiếp. Như vậy cũng tốt, ít nhất mình vẫn còn thời gian để níu kéo cô ấy. Kia không phải là anh Long, chồng chị Tuyết à? Sao tự dưng lại thân mật với cả Vân thế nhở? Ôi, ngủ cũng đáng yêu cơ, giống y hệt thằng Tuấn em ạ. Chị ơi, nhà mình có khách à? Cô không phải giở cái giọng chủ nhà ra đây. Chẳng mấy nữa, cô mới là khách của nhà này ấy. Hiện tại, tôi là vợ hợp pháp của anh Tuấn. Căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng tôi. Cô muốn bước vào thì phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã chứ. Mày không phải ra vẻ, không sớm thì muộn, mày cũng phải ly hôn với Tuấn thôi. Em và anh Tuấn có ly hôn hay không chứ không can thiệp được đâu. Cô là người thứ ba, cho nên tốt nhất đừng có vênh váo. Tôi có con với anh Tuấn, chúng tôi là một gia đình, cô hiểu chưa? Cô chung sống như vợ chồng với chồng của người khác, lại có con nữa. Nếu tôi mà kiện cô ra tòa thì cũng mệt đấy. Với lại, căn nhà này là của tôi, cô đừng để tôi phải báo công an vì cô đột nhập trái phép đấy. Cô đúng là cái đồ độc ác. Thôi em ạ, em đừng so đo với cái loại hẹp hòi ích kỷ này. Sớm muộn gì Tuấn cũng sẽ ly hôn với nó thôi. Anh Tuấn. Sao mẹ ở đây? Thì em đưa con đến thăm anh. Em này, em về rồi thì sẵn tiện giải quyết việc gia đình luôn đi. Mau ly hôn với Tuyền rồi đón mẹ con Vân về. Không thể để cháu chị ở bên ngoài mãi như thế này được. Em đã nói với chị rồi, em sẽ không ly hôn với Tuyền. Tuấn ấy, anh bảo này, không lẽ cậu để con của cậu để ra không có cha? Em sẽ có trách nhiệm với con của em. Còn việc ly hôn với Tuyền, tuyệt đối không.
anh không cần phải suy nghĩ đắn đo về việc có nên bỏ em hay không, vì chưa chắc em đã ở lại bên anh đâu. Tuyền, em đã nói là em cho anh thêm thời gian cơ mà. Em cũng định là chờ thêm một thời gian nữa, xem mấy người này định giở trò gì. Nhưng mà để mãi thế này cũng không hay. Mọi người tự xem đi. Kế hoạch lần này thành công ngoài dự kiến đấy nhỉ? Cũng may con vợ của anh vừa già vừa ngu, cho nên con mình mới có cơ hội trên chân vào nhà giàu đấy chứ. Làm gì đến mức đấy. Anh là nhà đầu tư lớn của tập đoàn ABA. Tuấn chỉ là bù nhìn thôi. Kể cả không có nó, anh vẫn dư sức nuôi hai mẹ con em mà. Em biết, nhưng mà để con mình thừa kế tài sản của anh Tuấn thì nó vẫn có lợi hơn mà. Em đúng là thông minh. Thì cũng nhờ anh che mắt mụ vợ anh thì chúng ta mới có đồng minh đấy. Anh chán cô ta lắm rồi. Vừa già, xấu, quê mùa, xong lại không giữ nữa. Chả qua là cô ta cũng ghét cái Tuyền, nhưng anh mới lợi dụng thôi. Thì cũng còn chút giá trị lợi dụng đối với chúng ta. Bây giờ này, phải nghĩ cách để làm sao cho Tuấn và Tuyền ly hôn, sau đó thừa hưởng hết tài sản của bọn họ là được rồi. Ai cũng có lợi. Như vậy thì sau này chúng ta ở chung một nhà dễ dàng qua lại hơn. Còn con mình thì cho thằng Tuấn nuôi nhỉ. Anh này cũng đã để lắm cơ ấy. Khốn nạn, sao anh lại có thể đốn mặt như thế? Tôi ghét anh. Không phải như thế. Anh chỉ lợi dụng Vân thôi. Cho anh giải thích nhá. Chuyện đã đến nước này rồi, mà anh vẫn còn già mồm à? Chưa hết đâu, tôi đã làm xét nghiệm ADN, kết quả đứa bé chính xác là con của anh với Vân. Đây, mọi người xem đi. Anh Tuấn, nếu như anh muốn, anh có thể làm xét nghiệm lại. Đồ khốn này nữa, tôi giết anh. Hả? Hả? Con kia, đứng lại. Chị ơi, chị bình tĩnh đi, đừng làm tổn thương đứa bé mà. Chị Tuyết, tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một là anh chủ động ly hôn chị Tuyết và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị ấy nữa. Hai là tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu. Anh chọn đi. Cậu à, bình tĩnh để anh giải quyết. Tôi cho anh một tuần để anh cút khỏi cuộc đời chị gái tôi. Đi thôi. Đồ vô dụng, đồ phong bạt. Anh lừa tôi để tôi lên giường ngủ với anh. Bây giờ anh lấy tiền để nuôi mẹ con tôi. Cô im mồm đi. Còn không đi à? Hay là để vợ chồng chúng nó kiện ra tòa? Anh Long, anh thức thời đấy. Anh với Vân ngoại tình, nếu chị Tuyết mà kiện hai người ra tòa, chắc chắn hai người sẽ không thoát nổi đâu. Bây giờ hai người đi ngay đi, cho khuất mắt chúng tôi. Chị ăn chút cháo đi ạ. Tuyền ơi, chị không muốn sống nữa. Chị định chết đi để những người phản bội chị sống trong an nhàn à? Không, chị không muốn thế. Người ta phản bội chị càng phải sống tốt hơn họ thì mới đúng chứ. Chị ân hận lắm. Ân hận vì đã tin nhầm người, áy náy vì đã đối xử tệ bạc với em. Mấy ngày hôm nay chị đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây chị bắt em phải nuôi con riêng của chồng, nhắm mắt nhìn chồng mình ăn nằm với người khác. Nhưng đến khi chị phải chịu đựng nỗi đau bị phản bội, chị mới biết mình sai như thế nào. Chuyện đã qua rồi, chị phải giữ gìn sức khỏe của mình, sau đó ly hôn với tên tệ bạc kia đi.
Anh Tuấn lo lắng cho chị lắm đấy ạ. Chị hiểu rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh và chị Tuyết. Trước lúc đó em cũng đã hiểu lầm anh. Em không nên nói ly hôn với anh ạ. Từ bây giờ không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa, nghe chưa? Anh lại say à? Sao anh không kiếm việc gì mà làm đi? Bây giờ một mình tôi vừa nuôi con, vừa nuôi anh thì làm sao mà tôi lo nổi? Tao bị thằng Tuấn nó đuổi, giờ chả có ma nào nó nhận tao làm việc cả. Kiếm việc ở đâu ra? Ma nó số tao nó đen thế chị. Tôi mới đen đây này. Chẳng hiểu sao lại quen anh nữa. Bây giờ bỏ nhau quách đi cho xong. Mày thích đi đâu thì đi, tùy mày. Nếu như mà không phải vì con thì tôi đã bỏ anh lâu rồi. Tầm này chỉ có rượu, chỉ có rượu mới làm tao quên đi nỗi nhục của tao thôi. Em có sao không? Em không sao. Nhưng mà đồ ăn hôm nay thì... Trứng ốp xuyên màn đêm à? Không sao, miễn là vợ nấu, anh ăn được mà. Không được. Đồ ăn cháy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Để em bảo chị Tuyết nấu cho cái khác nhá. Chị Tuyết ơi! Tôi đã bảo cô Tuyền là để đấy tôi nấu cho. Thế nhưng mà cô ấy không chịu nghe. Thôi, cô cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi, để tôi nấu nốt cho ạ. Em chỉ muốn học nấu ăn cho bớt đoảng đi. Ai ngờ... Chắc là tổ nghề bếp không độ em rồi chị ạ. Với anh, vợ là giỏi lắm rồi. Bây giờ mình đi ra ngoài, anh có món này dành cho vợ nhá. Vào đi. Em mở mắt ra đi. Anh mua cho em đấy. Em thích không? Dạ thích ạ. Anh đem vào giúp em nhé. Cả ngày đi làm, anh thấy nhớ vợ thật đấy. Lại khéo miệng, chỉ biết nịnh thôi. Nịnh gì mà nịnh, người ta nói thật mà. Em biết thừa là anh nịnh em, sau đó thuyết phục em không vào bếp nữa chứ gì. Ơ, sao vợ biết? Vợ luôn hoàn hảo khi ông ở trong bếp đấy. Anh... trêu em chứ gì? Trêu em, anh lại dám trêu em ạ, trêu em này. Mà không được. Đã thế, em sẽ chăm chỉ vào bếp hơn, cho anh lắp mắt luôn. Hả? Nói thế rồi mà vợ vẫn cố à? Với em, những cái gì càng khó em càng thích chinh phục đấy. Anh cứ chờ lại cho em nhé. Anh đi làm cẩn thận nhé. Em ở nhà rảnh à? Không, sơ hở ra cái là phải nhắn tin cho anh luôn đấy, biết chưa? Dạ vâng, em biết rồi. Mà thôi, anh đi mau đi, không lái xe lại chờ đấy. Bye bye vợ nhé. Thôi chết rồi cô Tuyền ơi. Người nhà tôi ở dưới quê vừa gọi điện lên bảo là nhà tôi có việc gấp. Tôi xin phép cô cho tôi nghỉ về quê vài hôm cô nhá.
chắc là quan trọng lắm đúng không ạ? Dạ vâng, không giấu gì cô, bà cô tôi ở dưới quê vừa mất nên là tôi phải về quê chịu tang cô ạ. Sinh lão bệnh tử, xin chia buồn cùng gia đình chị ạ. Chị cứ về quê chịu tang đi. Dạ vâng. Thế nhưng mà còn việc nhà thì... Chị yên tâm đi, em sẽ không phá tan bằng cái bếp đâu. Biết đâu lúc chị đi, tổ bếp lại đỗ em thì sao? Dạ vâng, tôi cũng mong là như vậy ạ. Vậy để em gọi xe giúp chị ạ. Với lại em sẽ chuyển khoản cho chị chút tiền về để lo việc ạ. Em có một cái lễ nhỏ, nhờ chị giúp vợ chồng em thắp nén hương tới người quá cố. Chị thông cảm, tại chị báo gấp quá cho nên em không chuẩn bị kịp ạ. Dạ vâng, cô tốt với tôi quá. Chẳng mấy người đi làm giúp việc mà lại gặp chủ nhà như vợ chồng cô ạ. Chị cũng đối xử tốt với vợ chồng em mà. Dạ vâng, vậy tôi xin phép tôi vào nhà dọn đồ, xong công việc ở dưới quê tôi sẽ lên ngay ạ. Dạ vâng. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh. Được hợp tác với anh là vinh dự của tôi. Trưa hôm nay tôi có thể mời anh đi ăn được không? Đi ăn sao? Xin phép cô, tôi nghe điện thoại một lát. Alo, hôm nay anh nhớ về sớm nhá. Em làm bánh cho anh đấy. Sao cơ? Em làm ấy à? Chị Tuyết về quê có việc rồi, cho nên hôm nay em sẽ vào bếp. Được được được, em giữ nguyên hiện trường ở đấy, để anh về ngay nhá. Thật ngại quá, hôm nay tôi không thể đi ăn với cô được rồi. Vợ tôi hôm nay vào bếp, tôi không thể nào không về ăn với vợ được. Tôi không ngờ anh lại là người đàn ông của gia đình đấy. Tôi hơi vô duyên một chút. Tôi có thể xin gia đình anh một bữa cơm được không? Như anh cũng biết đấy, chúng ta vừa ăn vừa có thể bàn sâu về công việc hơn. Chuyện này... Tôi không muốn bị từ chối đến lần thứ hai đâu. Thôi được, nếu cô không chê thì mời cô về nhà tôi dùng bữa. Rất hân hạnh. Vợ ơi, vợ. Em ổn chứ, em có làm sao không? Anh về rồi đấy à? Hôm nay nhá, em không làm đổ vỡ cái gì luôn. May quá, anh còn tưởng anh về chậm một chút là còn cháy nhà rồi cơ. Anh này. Không ngờ đây lại là vợ của anh Phan Anh. Chồng chả có tí khí chất quý bà nào cả. Ơ, đây là... À, giới thiệu với em, đây là Thảo Vân, giám đốc marketing của công ty BJ, là đối tác của tập đoàn chúng ta. Chào cô, tôi là Tuyền. Thật ngại quá, tôi vừa làm bánh cho nên tay hơi bẩn à. Không ngờ vợ của chủ tịch Phan Anh cũng đích thân vào bếp đấy. Tôi thích nấu ăn lắm, chỉ là tài nấu ăn của tôi hơi dở một chút thôi. Tôi rất hân hạnh được thử món ăn mà chính tay cô làm ra đấy. Gì cô? Trưa nay cô ăn cơm ở đây á? Đúng rồi. Anh, tài nấu nướng của em mà anh cũng dũng cảm mời khách á? Yên tâm đi, vợ để anh lo. Bây giờ mời cô ra phòng khách uống nước nói chuyện với vợ thôi. Việc trong này cứ để tôi làm. Anh sao? Chồng tôi nấu ăn khá hơn tôi đấy. Vậy việc ở trong này em giao cho anh nhá. Vợ yên tâm, anh sẽ làm tốt. Không ngờ cô ta lại vô dụng đến vậy. Thế mà anh Phan Anh lại yêu thương như thế, chẳng công bằng tí nào cả. Cô uống nước đi. Tôi thật sự bất ngờ khi gặp cô đấy. Chủ tịch Phan Anh là một người xuất sắc, thì tôi nghĩ vợ anh ấy cũng xuất sắc không kém cơ. Nào ngờ... Cô nói vậy là có ý gì? À, cũng không có ý gì. Chỉ là tôi rất ngưỡng mộ anh Phan Anh tuổi trẻ tài cao. Chỉ tiếc là... Có gì cô cứ nói thẳng ra đi, tôi không thích lấp lửng đâu. Thế thì ngại quá. Tôi lại thích nói chuyện với những người thông minh, nói ít hiểu nhiều hơn. Mày phải nhìn, BJ là tập đoàn lớn, ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề, nên không được làm gì cô ta hết. Hơn nữa, cô ta nói cũng không sai. So với anh Phan Anh, mình đúng là thật sự không xứng. Hôm nay rất cảm ơn anh vì anh đã nấu ăn cho tôi. Đồ ăn rất là ngon, tôi thật sự vinh dự. Mong có dịp khác được ngồi ăn với anh. Gia đình tôi luôn hiếu khách mà. Vậy hẹn gặp lại cô nhé. Chào anh.
cô ta còn không thèm chào em cơ mà. Sao thế? Hôm nay anh cứ cảm thấy vợ không được vui. Anh này, anh có cảm thấy em làm anh mất mặt không? Em đã không giúp gì cho anh cho công việc thì em phải chỉnh chu việc nhà. Đằng này việc nhà em cũng... Anh thích vợ như vậy, cho nên đừng có nghĩ lung tung nhá. Vợ. Sao em tới đây? Em mang cơm đến cho anh ạ. Em mang đến cho anh làm gì? Anh ăn ở căng tin là được rồi, đi lại cho vất vả ra. Ê Bình, anh Phan anh nhá. Đi ăn với em và không báo với vợ một câu, để cô em mang cơm đến tận đây thế này. À, tại bình thường tôi hay ăn ở căng tin, không biết là hôm nay cô ấy mang cơm tới. Nếu mà anh ăn rồi để em mang về vậy. Không không, anh sẽ giữ lại để ăn. Vợ đã mất công mang đến đây rồi mà. Dù sao em nấu cũng không ngon, em mang về vậy. Ơ, vợ để cho anh cơ. Anh Phan Anh, xe cũng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi xuống xưởng đi. Sao tự nhiên lại đi ăn trưa với cô ta? Anh muốn cho em tức chết đúng không? Cô có sao không? Anh Long. Là em à? Lâu quá rồi không gặp. À, chân em sao không? À, em không sao đâu ạ. Không ngờ quay lại công ty lại bắt gặp cảnh này. Đúng là thú vị mà. Sao thế nhỉ? Gọi mãi không được. Mời vào. Vừa lúc nãy ở xưởng, tôi có việc nên tôi phải đi trước. Mãi cũng về nhanh đấy chứ. À, cô đi được một lúc thì tôi cũng về luôn. Còn nhiều việc dang dở mà. Tôi nhìn anh thẫn thờ quá. Hình như anh gọi cho vợ không được ạ. À, không biết cô ấy đi đâu. Lúc nãy tôi còn chưa kịp giải thích với cô ấy. Tính vợ tôi hơi trẻ con, tôi không muốn cô ấy hiểu nhầm. Tôi vừa gặp cô ấy đấy. Vậy à? Ở đâu? Cô ấy không nghe điện thoại của anh. Chắc là mãi đi chơi với người đàn ông khác đấy. Cô nói gì cơ? Đây, anh xem đi. Đây là Long. Anh biết người đàn ông này à? Tôi thấy hai người họ tình cảm với nhau lắm. Tôi nghĩ là anh nên cẩn thận. Cô đừng nói thế. Vợ tôi không phải người như vậy. Anh đừng nóng, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nhìn anh căng thẳng thế này, chắc là thân phận của tên Long kia không tầm thường đâu nhỉ. Vợ. Vợ ơi. Vợ. Vợ. Vợ ơi. Vợ, em đi đâu bây giờ mới về thế? Sao anh lại về giờ này? Anh đã hỏi em trước mà. Anh đi chất vấn em đấy à? Em không muốn nói đấy. Em đi đâu thế? Em mệt, em muốn lên tắm thôi. Cô ấy giận mình sao? Còn chuyện đi gặp Long là thế nào? Liệu có phải... Không, không thể như thế đâu. Cô ấy không phải người như vậy. Là Long sao? Ô hay, sao lại cầm điện thoại của em? À, anh đang định đưa cho em mà anh thấy bạn trai cũ của em gọi tới. Chuyện này không liên quan đến anh. Hôm nay em không nấu đồ ăn sáng à? Em nấu dở nên sẽ không nấu nữa. Mà nấu ra anh cũng có ăn đâu.
Em ra ngoài có việc, tối nay em sẽ về muộn, anh tự lo đi nhá. Người gọi là Long mà, sao cô ấy lại có hẹn với anh ta nhỉ? Này, tôi vừa thấy vợ anh vội vã đi đâu ấy. À, cô ấy đi có việc thôi. Có gì không ổn à? Không có gì đâu. Có vẻ như vợ của anh vội vã ra ngoài để gặp người đàn ông tên Long, đúng không? Giữa tôi và cô chỉ là quan hệ hợp tác, cô không nên xen vào những chuyện riêng tư thế này thì tốt hơn đấy. Xem ra là tôi đã đoán trúng tim đen của anh rồi. Tôi xin lỗi vì đã hơi nhiều chuyện. Bây giờ anh có thể cho tôi đi nhờ đến chỗ làm được không? Cô đợi tôi một lát, tôi vào lấy tài liệu cho cô. Anh Phan Anh, kia có phải là tên Long ở trong ảnh không ạ? Sao anh ta lại ở đây chứ? Tôi đoán không sai mà. Vợ anh tôi không phải người như thế. Tôi khuyên anh không nên vào trong nhà, không thì anh sẽ đau lòng đấy. Anh, sao anh đã về rồi ạ? Em làm gì đấy? Em... Nhà mình có khách à? À, là chị Tuyết ạ. Là chị Tuyết hay là người đàn ông khác? Cô nói vậy là sao? Cô Vân, cô nên cân nhắc lời nói của mình. Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ tôi. Chuyện gì thế này? Hôm nay là sinh nhật của chồng tôi. Tôi đã mời anh Long về đây để làm bánh sinh nhật. Anh Long là đầu bếp của một khách sạn 5 sao, làm bánh rất là giỏi. Không thể nào. Vậy cô nghĩ là sẽ thế nào? Cô đừng tưởng trò chia rẽ vợ chồng tôi của cô là không ai biết. Nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn cô đã khích bác tôi, để tôi có động lực thay đổi bản thân. Nhưng trò chia rẽ vặt vãnh đó của cô không đủ để tôi làm trò ngu xuẩn đâu. Bởi vì tôi tin anh Phan Anh sẽ yêu tôi. Cô Vân, cô đã nói gì với vợ tôi? Tôi cũng chỉ nói bâng quơ thôi mà. Có vẻ như lúc cô nói bóng gió với tôi những chuyện kia, tôi đã quá nhẹ nhàng với cô thì phải. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục hợp tác thì hãy cẩn trọng những lời nói và hành động của mình. Ngoài ra, dự án với công ty BJ tôi sẽ giao lại cho thư ký của tôi. Chúng ta không nên gặp nhau nữa. Anh... Giờ không còn chuyện gì nữa, mời cô đi cho. Bữa tiệc sinh nhật này không mời cô. Anh xin lỗi vì anh không để ý mà khiến cho em chịu quá mức. Thế từ hôm qua đến hôm nay em đi học làm bánh đấy à? Dạ vâng. Tại em không muốn làm kẻ vô dụng không biết làm gì nữa. Mà khoan, cô ta nói bóng gió chuyện gì thế? Cho rằng em và anh Long có gì à? Ừ, nhưng anh luôn tin tưởng em. Anh chỉ lo em giận anh chuyện hôm em mang đồ ăn đến cho anh thôi. Tuyền rất là yêu anh. Cô ấy đã hết lòng hết sức để làm bánh cho anh đấy. Đúng rồi ạ, hôm nay cô ấy không phá tan tành cái bếp nữa đâu ạ. Cảm ơn em. Vậy mà anh cứ tưởng em giận anh cơ. Đương nhiên là em giận anh rồi. Sau này ấy, đi bàn bạc công việc thì anh cứ đi. Nhưng đừng để một số người lợi dụng rồi ảo tưởng vị trí của mình đặc biệt hơn người khác, được đi ăn trưa một mình với anh và khoe khoang với vợ của người ta. Tuân lệnh vợ. Anh hiểu rồi, sau này anh sẽ không vô tư như vậy nữa.